Điều tra vụ nữ sinh tử vong trên đường Phạm Văn Đồng, tạt chất bẩn vào tiệm bánh, ngăn chuyển hàng tỷ đồng cho người giả danh công an để xúc bỏ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm. 2.000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành ở Nha Trang, tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin 30 giây nóng tối ngày 8 tháng 3.